em trong gia đình cho nên phụ chị tiếp khách. Dạ. Chúc hát sao. À, dạ, à, lời nói đầu tiên thôi thì Trung cầm cái mic cũng mạn phép đây cho lớn lên Trung Chí Tâm. Thì Trung cũng xin gửi lời chúc đến hai em được trăm năm hạnh phúc. Tiếp theo thì hát bài gì thôi giờ tùy mình cho anh. Nói cho chú Chí Tâm làm về trên, tức là chú Chí Tâm là lão làng phải không? Dạ, hôm nay thì ngày vui của cháu ái nữ của chị Kim Loan. Thật ra thôi thời gian cũng không có nhiều cho nên cả đoàn này ca bài Hoa Cài Mái Tóc. Dạ, của nhạc sĩ Thông Đạt. Dạ. Một cái ca sau này em thuộc bài gì em ca bài đó. Dạ, liên khúc luôn. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và chúc cho con gia đời đời bình bình, quý vị quan khách thì thuốc mẹ và người và cha đời nhiều vui cũng như là mắt thành đạt. Wow.
ông anh làm gì nè mọi người, là ông kêu cắt nhạc anh điện đâu rồi, nhưng mà kết hợp rất là dễ thương, vừa rồi cũng đã như bảo anh cố lên thì sao. Bây giờ mình sửa cái mặt của mình. Chị hát đi. Thì không có đâu, tại mình chọn anh Chí Tâm thôi. Tại vì mỗi lần nhảy này là mình nhớ tới chị Huệ. Nên bây giờ mình mới nói là thôi lên hát chị nhớ lại. Mỗi lần bây giờ xuất văn á mà khai trương anh Chí Tâm anh cũng nhảy. Nên năm nay á là đi trong đoàn này thiếu một người là chị Huệ. Như bảo em cô thật tình là tôi đau xa. Nếu em còn nhớ thì cả cuộc đời còn nhớ bằng. Ai có anh nhớ làm chỉ có người phản bội. Câu này có chín tâm. Giờ mấy cái mục này nè, nó ấy lại đó. Đẹp tắm nữa nha.